lớn sau khi mà đã họp bàn và đưa quyết định thì người biểu diễn solo đầu tiên là ca sĩ Tuấn Hưng. Là ca sĩ Tuấn Hưng. Tuấn Hưng đang lấy khí thế rồi ạ. Đó, chạy lên chạy xuống mất hình. Love you bro. Để đối chọi được với ca sĩ Tuấn Hưng từ nhà cá lớn, chúng tôi xin cử đại diện là người gánh vocal, gánh vũ đạo, đồng thời là thầy của Binzy, thầy của Hà Lê. Xin mời anh Tài Tiến Luật. Xin mời anh Tài Tiến Luật. Xin mời anh Tài Tiến Luật. Trời ơi. Đây có phải là Tiến Luật không ạ? Thầy đây có phải là thầy ơi, thầy Luật ca Tiến không ạ? Dễ thương quá. Tiến luật. Để tiếp hai anh Tài Tuấn Hưng và Tiến Luật, nhà mức gừng đã chọn ra một anh Tài có giọng ca rất là đẹp. Đó là anh Phan Đinh Tùng ạ. Bên nhau ta cùng sinh nhật, một hai ba ta cùng thôi bắt lên. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Và với nhà chín mùi, xin phép cho tôi đi gọi các thành viên của tôi ạ. À. Alo, nhà chín mùi ơi. Ai solo hả? Vâng, đó chính là tôi. Trời ơi. What? Các bạn ủng hộ trái si á. Trời hài quá. Tất cả các nhà đang dành những chiến lược rất là chuẩn, mạnh nhất của mình cho phần solo. Và qua đây chúng tôi cũng xin cảm ơn ngân hàng Techcombank, nhà tài trợ Kim Cương hân hạnh mang đến tài khoản Techcombank phiên bản vượt trội, an toàn, linh hoạt, sinh lời tự động mỗi ngày. Mở tài khoản, kích hoạt tính năng để nhận muôn vàn lợi ích dành riêng cho bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ hồi hộp đến với phần biểu diễn đầu tiên, với phần thể hiện của anh Tài Khóc Biểu Cảm. Đó là anh Tài của nhà trẻ Tiến Luật. Thật ra đây là một chương trình mang tính giải trí. Đã gọi là giải trí rồi thì mình phải đem tới những cái cung bậc cảm xúc cho khán giả và những cái năng lượng tích cực. Cái trông gai lớn nhất là cái Luật không có phải là một người giỏi về nhạc, cho nên là khi mà mình đứng một mình hát thì mình sẽ tập trung hát thì lại quên diễn, quên nhảy, tới khi mà mọi người xem sẽ để ý, nghĩa là Luật là một là hát, hai là nhảy, chứ không bao giờ mà vừa hát vừa nhảy rồi vừa hát vừa diễn. Còn bây giờ là phải vừa hát rồi vừa diễn nội tâm rồi các kiểu này kia, rồi phải đọc rap. Đọc theo cái cách của mình thì nó là một cái điều rất là khó cho một cái người mà từ xưa đến giờ chưa bao giờ đọc rap. Tụi mình phải tập luyện liên tục. Và cũng may là Bin rồi Ram rồi mọi người động viên rất là nhiều. Anh làm được, tin đi, anh làm được. Thì mình nói, okay. Anh đâu có ngại cái việc này đâu. Vì là mình thấy là mình không cần chọn vị trí nên mình là người diễn đầu tiên. Thật ra diễn đầu tiên nó rất là áp lực, nhưng mà tự nhiên sau với bản thân mình thấy nó không còn áp lực nữa. Mình cảm thấy bây giờ mình muốn nôn lên tới cái ngày mà ra diễn ở sân khấu để mình cho mọi người thấy là ê, tôi làm được nha. Tài khoản Techcombank, xin lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Anh trai vượt ngàn trong gai, khen sớt, đỉnh nóc, kích chân, bay pháp với Thành phố Hồ Chí Minh 19 tháng 10 này.
Xuân Đan ơi, tôi tới rồi nè. Dạ em không có nhà. Ủa vậy hẹn tôi qua làm chi? Sư phụ vô nhà ngồi đợi em chút đi. Ok. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ thấy em trong bộ đồ anh yêu. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mang son mỗi khi gặp anh, 5 phút sau son sẽ mở ngay thôi. Vì em thích anh hôn lên môi, hơn đâu cũng được. Anh ca không hay, anh cũng không biết đàn, nhưng vẫn hát cho em, hát thật lòng. Người ta nói người con gái ở cạnh ta là trang sức đầy quý giá, thế nên anh phát ra tia sáng, vẫn chẳng thể sánh với mắt nàng. Cổ áo anh luôn nghe mùi thuốc lá, hòa với một chút mùi nước hoa. Đôi khi là giống em trên đó, đôi khi là hương tóc em tối qua. Em thường nói anh hơi đi chậm lại, khi ngang qua con đường nhỏ có hoa, để tay anh siết em ôm chặt lại. Thành phố này như chỉ có ta. Chờ em từ sáng đến tối, chỉ thấy em trong bộ đồ anh yêu. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Anh không cần thoát make up từ sáng đến tối, anh cho tôi từng mọc mà với em. Em vẫn lung linh khi cần, em sao cũng đẹp. Rồi mai này ta ra đi, em ước cho sân nhà đầy hoa. Em nói em còn yêu anh, thì anh sao cũng được. Là một giấc mơ không đẹp ha. Đang mơ đẹp tự nhiên nghe cái giọng ma giật mình vậy luôn. Dạ hết rồi ạ. À. Trời ơi, cái này là có quyền trợ giúp từ người thân. Quá nhiều khách mời cho một tiết mục. Quá nhiều quyền trợ giúp rồi. Quá nhiều trợ giúp rồi. Có. Lúc mà đội tóc giả vô thì mình sẽ nhảy hất tóc đồ các kiểu, nhưng mà mình lại sợ hất tóc thì tóc sẽ che hết cái mặt của mình, mình không thấy đường, mình lại mình sợ đi quá lọt xuống khán giả nó bị tiếc ở đó. Nếu mà được làm lại mình sẽ hất tóc tung đẩy lên quậy nhiều hơn nữa. Trong 4 phần solo chắc có lẽ là Luật là đối thủ nhẹ ký nhất so với tất cả mọi người á, vì ai cũng là vô cầu khủng hết á. Luật cũng biết điều đó cho nên Luật có nói với mọi người là đem mình ra đi đầu, mình sẵn sàng mình đi thôi, nhưng mà mình sẽ làm cái lợi thế của mình là mình làm những cái gì đó nó giải trí, nó hài hước để cho mọi người, người ta sẽ nhớ nhiều hơn. Bài này thì Luật và mọi người cũng có đầu tư nhưng mà chỉ là 70-80% công lực thôi, để chừa lại tất cả mọi thứ, chừa lại để cho cái phần công diễn của nhóm. Anh nghĩ là Tùng hát bài đấy sẽ hay đấy. Dạ. Yeah. Rất là hay. Em cũng rất là thích bài đó. Thứ nhất là nó có cái melody hợp này, rồi nói chung là từ đầu đến giờ thì
những cái bài mà kiểu như thế thì trong chương trình nó cũng hơi ít. Dạ đúng rồi. À, chính Bằng Kiều là người đã đề xuất ca khúc đó cho Phan Đình Tùng hát. Sau khi mà được cái gợi ý của anh Kiều thì Tùng cảm thấy rằng Tùng thú vị. Vì bài hát này thì nó vừa có cái tính thể hiện cái lòng yêu nước, yêu dân tộc, mà nó lại như là một cái bài hát để giới thiệu Việt Nam mình với bạn bè quốc tế. Cái bài này rất là ý nghĩa. Tại khi mà Nhất đi thi đấu võ thì Nhất cũng lấy cái ca khúc này để lúc mà Nhất đi ra ngoài sàn đấu võ, mình cho thế giới biết là ở Việt Nam mình nó có rất nhiều thứ như vậy, rất là đẹp. Anh Kiều chính là người mà dàn dựng cũng như là đưa ra các cái ý tưởng để cho anh Tùng sẽ trình diễn và hát như thế nào, cả về chỉnh, về nhạc đồ này nọ luôn. Tại vì anh Kiều rất là hiểu cái giọng của anh Tùng á. Với cái chủ đề cái mình nảy ra ý tưởng là mình đưa người nghe, người ta du lịch không những về hình ảnh là du lịch Việt Nam mà còn tham quan luôn lịch sử bằng cái cách dàn dựng. Thì đó là điểm tựa, đó là điểm tựa văn hóa ngay từ đầu. Xót xa hơi mẹ, ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em má chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt lửa khói dệt xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa trên vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dạy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vơi khắp một vòng Việt Nam, cùng tôi ngân nga, cùng hát một vòng Việt Nam. Việt Nam quê
đẹp quá. Mặc dù trước đó phần solo là Tùng không có, tôi không có muốn đảm nhận, bởi vì Tùng thấy những anh tài khác rất là đầy đủ tố chất để mà thể hiện cái phần solo này. Nhưng cuối cùng theo lời đề xuất của anh Mạnh Kiều thì Trương Tiến Vinh cũng đồng ý và mọi người đồng ý, cho nên là Tùng đã hát cái bài hát này. Khi mà chạy chương trình á thì lo lắm, tại vì để mà tính được từng cái khoảnh khắc thay ba cái bộ trang phục liên tục như vậy trong một tiết mục, đó là một cái vấn đề cực kỳ khó. Và cuối cùng khi trình diễn xong, mọi người wow, quá ấn tượng và hoàn hảo. Mình càng đi vào những cái công diễn sau á thì mình phải có chiến thuật, thì nhà chính mùa mới quyết định là để cho anh Ti, anh ST sẽ là solo. Thì mình thấy là anh ST ảnh có quá nhiều thế mạnh, ảnh hát tốt, nhảy tốt, trình diễn tốt. Một phần là anh ST có thể trình diễn cái phần solo á nó tốt nhất, và cái số điểm vote nó cũng sẽ đảm bảo nhất. ST là một người làm việc vô cùng trách nhiệm nên để cho ST solo, bởi vì ST là một người rất là đa năng. Cái sự quyết tâm của ST cũng như là cái năng lực về cái những cái điều mà ST muốn làm, mà ST có thể làm được á, là cao nhất ở trong nhóm của mình. Và ST đã tự viết một bài tên là Thuận Nước Đẩy Thuyền, nó hơi mang âm hưởng dân gian một tí xíu. Và ST hy vọng rằng là với cái ca khúc này thì sẽ đem đến một cái nét văn hóa rất là tuyệt vời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và ngoài ra thì ST có pha trộn rất là nhiều nhạc cụ nè, rồi nhiều loại hình nghệ thuật ở trong cái ca khúc này. Thì ST nghĩ rằng là cái điều đó sẽ là những cái điều rất là tuyệt vời ở trong công diễn solo này. Tài khoản Techcombank xin lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. An Cường, giải pháp gỗ nội thất cho mọi nhà. Ơn nhau đến khi bạc đầu. Ai à,
bản thân là mình gánh một tiết mục đó, mình cũng khá là có nhiều cái nỗi lo, nhưng mà mình lại đóng vai trò thủ lĩnh nữa thì mình lại không thể hiện cái nỗi lo đó cho tất cả các thành viên được, cho nên là mình cũng không có chia sẻ nhiều quá. Và thật sự là hôm nay mình đã làm khá là tròn trịa với bản thân mình rất là ưng ý, cho nên là hiện tại thì SC cảm thấy rất là vui bởi vì không có bất cứ một trục trặc nào. Và đặc biệt là mình lại là một đứa sợ độ cao và mình có rất là nhiều cái hồi hộp ở phía trước một bài biểu diễn này. Còn cái kết quả như thế nào nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Công này anh em rất là tin tưởng anh luôn. Anh cứ nói nhường nhường nhưng thật ra không phải là nhường, mà thật ra anh rất là mạnh. Anh sẽ là một cái đối thủ dè chừng của tất cả các đội, của các đội khác luôn đó nha. Anh nói thật là anh cũng chủ động đúng không? Anh chủ động, anh chủ động, anh nhắn tin là đề nghị là xin mọi người cho anh là được solo. Bởi vì là này, từ đầu chương trình đến giờ ấy, anh tự nhìn thấy rằng là những gì anh xuất hiện trong chương trình nó chưa có nhiều những điểm nhấn. Anh Hưng là cái người tự đề xuất bản thân là anh Hưng muốn hát solo. Không phải mọi người nể anh Hưng là tại vì anh Hưng lớn là mọi người để cho anh hát solo đâu. Nhưng mà mọi người nhìn thấy được cái khao khát muốn cống hiến, muốn cho khán giả thấy một cái khía cạnh, một cái tài năng của mình. Khi mà lên tập chương trình, anh Hưng như một đứa trẻ và cái khao khát muốn được thể hiện mình trên sân khấu của anh Hưng rất là lớn. Và đó là cái điểm cần có của một người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ phải thấy mình thú vị trước đã, rồi mới tìm cách để mà mang cái sự thú vị đó tới với khán giả. Và với cái bài hát này, anh Hưng cũng dành một cái bài hát mới hoàn toàn luôn. Khi bước vào cuộc chơi thì chắc là với kinh nghiệm của mình vài chục năm thì chắc là mình cũng đáp ứng được thôi. Nhưng mà không phải. Cái sự quyết liệt của tất cả 33 anh tài, lập tức mình bị bỏ lại. Nói chung là con ếch ngồi dưới giếng mà thấy bầu trời trên nó bé tí, và ngay lập tức cưng kiểm điểm lại bản thân. Đây là một cuộc chơi nghiêm túc, mình phải nghiêm túc và mình phải chỉnh chu, tự dành cho mình những cái sự quyết liệt và chiến đấu với chính mình ấy. Đánh bật đi những suy nghĩ chủ quan của mình. Nghe âm ba câu ca sau cơn giông ngập ngừng, đôi chân lang thang xuyên nơi hoang vu lối vắng, con tim tan biến man như que diêm bập bùng, bằng thời gian gói ghém lại. Sau cơn mưa ta giang tay đưa lên âu mặt trời, xuôi bay mê đen âm u đang cao co bối rối, tâm hồn tan như nỗi mơ màng, trong bình yên ta sống huy hoàng. Phía trước mắt đều là vực, ta sẽ vẫn gần ngà, suối ấm áp thân ta, núi đã ướt chân qua, con tim ta chỉ muốn tồn tại giữa chính thiên đường này, hát với những cơn mưa. Như cánh chim đã lạc đi muôn trốn, dù đám mây đang rào cơn mưa lớn, ta bừng cháy trong đêm như ngọn đuốc.
cho con tim đã vỡ. Nước mắt trên đôi môi sắt thép yêu anh tôi. Muốn hát với đêm đen, dancing in the flame. Một giây đớn đau cho ngàn năm sau. Tất cả ta thực sự vô vàn. Từ đây bên thể xác cái xa này. Đi vào trong đêm bao con tim là tim nóng cháy. Mặc kệ cơn mưa. Lựa chọn những cái bài hát nó an toàn, những bài hát đã được mọi người yêu thích. Bởi vì thử thách và trải nghiệm, đấy là một cái điều duy nhất mà mình muốn mang đến với chương trình. Điểm tựa nó sẽ được lột tả ở nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Những cái điểm tựa cơ bản đó cũng chính là những sự khám phá. Bởi vì nếu chúng ta không tự cho mình những điểm tựa của chính mình, mà chúng ta cứ chờ đợi ai đó từng tạo ra, thì đó mãi mãi chỉ là một cái lối mòn thôi. Với cá nhân của Hưng thì Hưng nghĩ rằng là mình cũng đã cố gắng hết sức trong cái phần trình diễn của mình rồi. Anh trai vượt ngàn trong gai, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Gia Oanh, thứ bảy hàng tuần. Nhấn nút theo dõi kênh YouTube Gia Oanh Show, xem ngay Anh trai vượt ngàn trong gai.